phở gánh phố cổ Kiều Giang có thảo quả Sapa quyện trong nước sừng hầm đun trên lửa liu riu cho bát phở Kiều Giang thật xứng ăn ở nhà. Chú hốt thì em thì sao? Nhưng chú phải nuôi ở đây hả? Phải nuôi ở đây hả? Nuôi ở đây hả? Anh chưa, em chưa. Nói thật là rất bất ngờ. Đầu tiên anh chơi là em chưa thấy anh là hơi người ngại quá. Thì anh không nhìn em chưa nhiều. Nhưng em chỉ là người vui tính á. Thì em chưa thấy chắc là anh không hợp với em chưa. Nhưng vẫn rất đẹp trai và rất hiền. Em chưa thấy như vậy. Thứ hai là anh Đức Thanh là em chưa thấy rất là có rất nhiều tài năng và rất vui tính. Nhưng em chưa thấy anh là giống như là một playboy vì anh quá đẹp trai và quá mặt rất đẹp đẹp đẹp. Thì em chưa thấy chắc là có cô gái khác nhiều như vậy. Thứ hai là Dương Chu không muốn gặp anh một anh công việc giống Dương Chu. Bởi vì công việc giống Dương Chu hai cái nhau, chắc là Dương Chu toán anh có người yêu khác. Phở gánh phố cổ Kiều Giang có thảo quả Sapa quyện trong nước sừng hầm đun trên lửa liu riu cho bát phở Kiều Giang thật xứng ăn ở nhà. Thứ ba, anh Chính nói thật đó, khi ông chưa xem VCR, ông chưa hơi cảm động với anh. Bởi vì anh đó nói là nếu xem xếp, anh sẽ luôn luôn bên em như vậy. Nhưng ông chưa rất ghét xem xếp. Ông chưa hơi lung động. Nhưng anh đó là LGBT. Hơi shot. Bởi vì ông chưa thấy anh là 100% rất là manly và rất con trai. Yong chưa thấy năm người là 100% tất cả là con trai chắc chắn con độc thân như vậy. Yong chưa chắc là Yong chưa không có nhìn mắt không phân biệt được anh tài là khi Yong chưa xem VCR anh rất là có hot body và rất là manly và cái này là gu của Yong chưa. Thì ông chưa chọn anh này và tính tình của anh ông chưa thấy anh là không nói nhiều không nói nhiều. Thì ông chưa chọn anh cuối cùng thì cái chú hốt thì em thì sao? Ông chưa phải nuôi ở đây hả? Phải nuôi ở đây hả? Nuôi ở đây hả? Anh chưa, ông chưa nói thật là rất bất ngờ bởi vì ông chưa suy nghĩ á, tại sao anh chân chia Hàn Quốc á? Nhưng chào Hàn Quốc ở đây. Lần đầu tiên Yong chưa thấy anh là cao và đẹp trai và style tốt. Lý do Yong chưa không chọn anh là Yong chưa không thích yêu xa. Nhưng trong video anh nói là anh làm việc ở tại Hà Nội. Nhưng Yong chưa luôn luôn ở Hồ Chí Minh. Thì Yong chưa thấy chắc là khó gặp. Cuối cùng anh nói bằng tiếng Hàn cho anh một câu hỏi. Thì Yong Chu hơi cảm động vì cái này. Bởi vì ở Việt Nam Yong Chu không biết ở Việt Nam cái này ok hay không. Nhưng mà ở Hàn Quốc nói cho anh một câu hỏi là rất khó. Thì Yong Chu hơi cảm động. Thì Yong Chu chọn anh lại. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Mở ngay Vion và xem tiếp câu chuyện hậu trường của tình yêu đặc biệt với Vion Love Ride. Vion Love Ride phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Đừng rời mắt.